Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hôm nay sẽ tìm hiểu về SQL Traverse, có nghĩa là phương thức để duyệt qua các thành phần ở trong mô hình DOM. Mục tiêu bài học: tìm kiếm các phần tử bởi index, lọc các phần tử trong jQuery, xác định vị trí các phần tử con, các phương thức DOM traversing, từ khóa void trong JavaScript, xử lý lỗi với try catch. Trước hết chúng ta sẽ xem xét tìm kiếm các phần tử bởi index. jQuery là một cái công cụ vô cùng mạnh mẽ, cung cấp các phương thức đa dạng để truy cập cái mô hình DOM, tức là Document Object Model, giúp chúng ta có thể chọn các phần tử trong tài liệu một cách ngẫu nhiên hoặc theo phương thức liên tục. Hầu hết DOM traversal methods không sửa đổi đối tượng và sử dụng để lọc các cái phần tử từ tài liệu và trên cơ sở các cái điều kiện đã cho. Đây là đoạn mã ví dụ ở cho cái tài liệu định nghĩa một cái danh sách bao gồm các phần tử từ phần tử thứ nhất cho tới phần tử thứ sáu. Ở đây thì trong tài liệu, phần tử này thì có cái chỉ số đó là 0 và phần tử này có chỉ số đó là 5. Và các cái phần tử sẽ từ 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ở trong ví dụ trên thì mỗi phần tử nằm trong danh sách thì được đánh số từ 0 và chúng ta có thể truy xuất tới các phần tử trong danh sách thông qua cái phương thức EQ. Thì đây là cái phương thức mà chúng ta dùng để truy xuất tới các phần tử theo index. Và ví dụ là truy xuất tới phần tử có cái chỉ mục đó là 1. Đoạn mã cho phép truy cập tới cái phần tử có chỉ số 2, ở đây là equal 2, là 2. Thì sẽ truy cập tới cái phần tử thứ 3 ở trong danh sách. Vì phần tử đầu tiên có chỉ số 0, phần tử thứ 2 có chỉ số 1 và phần tử thứ 3 sẽ có chỉ số 2. Và khi truy xuất tới cái phần tử thứ 3 nằm trong danh sách và thay đổi cái class, tức là thêm class vào cho phần tử, đó là thêm class selected và định nghĩa cái selected đó là red, thì phần tử thứ 3 nằm trong danh sách sẽ có cái màu đỏ. Trong phần demo sẽ demo cái cách thức truy cập tới các phần tử thông qua chỉ mục. Tại chương trình Visual Studio Code, kích vào File, chọn Open Folder và lựa chọn thư mục để lưu trữ. Ở đây chúng ta chọn Poly Tandy Tandy, kích vào New Folder, đặt tên đó là Slide 7 Demo, nhấn Enter. Nhấn kích đúp và chọn Select Folder. Kích vào New File. Đặt tên. Đó là Select by index.html. Nhấn Enter. Ở trong này thì có thể để chèn đoạn mã HTML file, thì gõ HTML file, nhấn Enter để chèn đoạn mã HTML vào trong file. Tiếp đến sẽ định nghĩa thẻ another list và định nghĩa 6 cái thành phần. Đây chúng ta có thể là nhập nội dung
Item 1, item 2. Ở đây thì có thể là thực hiện là copy và dán các nội dung này và chỉnh sửa các cái phần bên trong để cho nó nhanh. 3, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta xóa cái giá trị này. Tiếp đến sẽ chèn style. Đây thì định nghĩa cái class selected, class selector tức là selected, và cho color là bằng red và font size thì đây cho 1.5 em. Tiếp đến thì sẽ nhúng thư viện jQuery vào. Đây thì script và src dán đường link truy cập tới thư viện jQuery sử dụng CDN như thế này. Và tiếp đến là sẽ định nghĩa script. Trong script thì sử dụng cái cú pháp document ready và fun. Đây thì khi cái nội dung của tài liệu được nạp đầy đủ thì sẽ gọi cái hàm, và khi gọi hàm thì sẽ cho phép là lấy về tất cả các cái thành phần ui tức là list item, và sau đó là chỉ lấy cái thành phần tại vị trí thứ hai, và add class tức là thêm vào cái lớp và chọn tên lớp đó là selected. Và đây là cái nội dung của cái file để cho phép là thực hiện truy vấn theo index. Và ở đây thì index thành phần này là 0, 1 và ở đây là 2. Như vậy là chúng ta sẽ lấy về cái phần tử thứ 3 ở trong danh sách. Có nghĩa là EQ lấy về cái phần tử thứ 3 ở trong danh sách. Kích phải vào file, chọn Open with Live Server để chạy file trên trình duyệt. Kết quả hiển thị trên trình duyệt thì phần tử thứ 3 sẽ được thay đổi màu, đó là màu đỏ, và phông chữ sẽ to hơn. Lọc các phần tử trong jQuery, phương thức filter selector. Ở đây là cái tham số bộ chọn của jQuery thì có thể được sử dụng để lọc ra tất cả các phần tử từ tập hợp các phần tử được so khớp mà không so khớp với selector đã cho. Selector có thể được viết bởi sử dụng bất kỳ cú pháp selector nào. Ví dụ đơn giản sau sẽ áp dụng màu cho các cái list mà liên kết với lớp, đó là middle. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ thực hiện cái bộ lọc. Đầu tiên là sẽ lọc tất cả các cái danh các phần tử li tức là list item ở trong danh sách. Sau đó tiếp tục là tạo ra lọc chỉ lấy các phần tử nào mà định nghĩa là class. Thì ở đây chúng ta chỉ lọc là lấy hai phần tử định nghĩa đó là middle. Ở đây thì định nghĩa cái class là middle, và sẽ thêm class selected vào cho phần tử. Và khi mà thực hiện thì sẽ tạo ra cái màu đỏ cho cái phần tử thứ 3 và thứ 4 nằm trong danh sách.
Ở kết quả thực hiện thì phần thử thứ 3 và thứ 4 sẽ được thay đổi màu, đó là màu đỏ. Trong phần demo sẽ sử dụng phương thức filter để lọc và thay đổi màu cho các phần tử nằm trong danh sách. Trở lại folder và lựa chọn File Select by Index, nhấn Ctrl C, Ctrl V và đổi tên Select by Filter, nhấn Enter. Ở trong nội dung của file thì sẽ chỉnh sửa, đầu tiên là sẽ thêm các cái class vào, đây là class, và đặt tên đó là first, và có thể là thực hiện là copy cái nội dung và dán xuống bên dưới là first. Đây thì chúng ta có thể là dán first và đặt ở đây là middle. Đây là cho là middle. Và ở bên dưới đó là last. Và thay đổi đó là last. Ở trong cái thực hiện truy vấn thì sẽ sử dụng cái phương thức đó là filter. Và filter theo cái tên class tức là middle. Và khi mà thực hiện filter như thế này thì có nghĩa là sẽ truy cập tới danh sách các cái thành phần AI, sau đó sẽ lọc các cái thành phần có cái tên lớp đó là middle, đó là tên lớp là middle, thì chúng ta sẽ lọc được hai cái thành phần AI mà có cái tên lớp đó là middle. Và thêm class selected vào cho hai cái thành phần này, tức là thêm class selected vào cho hai thành phần. Và khi chạy chương trình thì sẽ xuất hiện đó là item 3 và item 4 là sẽ có màu đỏ và phông chữ là lớn hơn. Chúng ta có thể chạy file ở trên trình duyệt để thấy được cái kết quả. Và kết quả hiển thị ở trên trình duyệt thì hai cái thành phần item 3 và item 4 sẽ được in lớn và chữ có màu đỏ. Ở đây thì chúng ta hình dung đó là add cái selected vào cho hai cái thành phần đó là middle, và khi add selected class vào cho hai thành phần này sẽ có cái tác động của state rule, state shift rule. Như ở đây thì color là red và font size tức là 1.5 em. Xác định vị trí các phần tử con, phương thức file selector có thể được sử dụng để xác định vị trí tất cả các phần tử con của một phần tử cụ thể. Selector có thể được viết bởi sử dụng bất cứ cú pháp selector nào. Thì ví dụ sau sẽ chọn tất cả các phần tử span có sẵn ở bên trong phần tử P. Ở trong này thì sẽ khai báo hai thẻ B, và trong thẻ B thì sẽ có hai cái lòng, đó là thẻ span. Và trước hết thì sẽ truy cập tới tất cả các cái phần tử B, và tiếp tục là tìm kiếm cái phần tử span nằm trong cái thẻ B và thêm cái class vào cho cái phần tử span, đó là selected. Và kết quả thực hiện là các span nằm trong các thẻ B đều có màu chữ, đó là màu đỏ.
Các phương thức của DOM traversing add thêm nhiều phần tử đã so khớp bởi C-Ladder and Chef, xem sự chọn lọc trước tới sự chọn lọc hiện tại. Children nhận một tập hợp các phần tử chứa tất cả các cái phần tử con trực tiếp duy nhất. Closet nhận một tập hợp các phần tử chứa phần tử cha gần nhất. Contents tìm tất cả các nốt con bên trong các phần tử được so khớp. And biến đổi hoạt động phá hủy, tức là destructor, gần đây nhất. Find là tìm kiếm các phần tử con đã so khớp với C-Ladder đã chọn. Net nhận một tập hợp các phần tử chứa phần tử anh em kế tiếp duy nhất. Net on tìm tất cả các phần tử anh em kế tiếp sau phần tử hiện tại. Offset parent trả về một tập hợp query các phần tử cha đã xác định vị trí của phần tử đã được so khớp đầu tiên. Parents nhận cha trực tiếp của một phần tử. Ref nhận một phần tử, nhận một tập hợp các phần tử chứa phần tử anh em ở trước duy nhất của mỗi phần tử. Ref on tìm tất cả các phần tử anh em ở trước phần tử hiện tại. Sibling nhận một tập hợp các phần tử chứa tất cả các phần tử anh em duy nhất của cái phần tử trong tập hợp đã cho. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nội phần 2 của bài học. Từ khóa void trong JavaScript. Void là một từ khóa quan trọng trong JavaScript, có thể sử dụng như một toán tử, một ngôi xuất hiện trước toán hạng đơn của nó. Và toán tử này xác định một biểu thức để được ước lượng mà không trả về một cái giá trị nào. Ở đây ví dụ như void phân như thế này, hoặc là phân void phân. Và định nghĩa thì chúng ta có thể định nghĩa một số các cái dạng thức sử dụng void. Sử dụng phổ biến nhất của toán tử void là trong một client-side JavaScript URL, cho phép ước lượng một biểu thức cho các tác động thứ yếu mà trình duyệt không hiển thị giá trị của biểu thức đó. Và có thể sử dụng biểu thức alert warning được ước lượng nhưng không trả lại giá trị trong tài liệu hiện tại. Ở đây ví dụ là chúng ta sử dụng JavaScript 2 chấm void và void thực hiện alert warning được hiển thị ra khi người dùng kích vào con nút click me và hiển thị ra cái hộp thoại warning. Ví dụ 2 là chúng ta sẽ xem xét link click me. Thì khi click vào thì link sẽ không có cái tác động ở trong JavaScript. Và ở đây biểu thức 0 thì được ước lượng, tức là 0 là xác định ở đây. Nhưng không được tải trở lại ở trong tài liệu hiện tại. Ví dụ 3, cách sử dụng khác của void là chủ yếu để tạo giá trị undefined như sau. Ở đây chúng ta có void b bằng 5, phải c bằng 7. Và khi kích vào thì sẽ gọi là thực hiện cái hàm getValue và thực hiện và sau đó là thực hiện cái đoạn void b bằng 5 c bằng 7 và gán giá trị cho cái biến A. Sau đó sẽ in cái giá trị của biến A ra trên cái trang tài liệu. Và trong phần demo sẽ demo cái cách thức sử dụng từ khóa void ở trong JavaScript. Trở lại thư mục ở trong Visual Studio Code và kích vào new file. Đây void keyword
.html, nhấn Enter để mở file và sau đó thì kích vào HTML file để mà tràn nội dung HTML vào cho file. Ở trong này thì sẽ thực hiện khai báo thẻ A và chúng ta cho dấu thăng. Sau đó on click để khi kích vào thẻ A thì sẽ gọi thực hiện đó là JavaScript void và alert, đó là hiển thị ra cái dòng this is void demo và click me to show dialog. Ở đây thì chúng ta có click voice và thêm cái dấu ngoặc. Khi chạy chương trình này trên trình duyệt, kích phải chọn Open with Live Server để hiển thị. Khi kích vào Click Me to Show Dialog thì chúng ta sẽ thấy cái hộp thoại sẽ hiển thị ra cho người dùng. Kích vào, hộp thoại hiển thị ra cho người dùng. Kích vào. Và kích vào như thế này thì hộp thoại sẽ hiển thị ra. Trở lại nội dung của file void keyword.html và sẽ thêm một đường link. Ở đây thì thẻ A và wrap on click JavaScript void và không. Thì khi mà gõ như thế này thì chúng ta sẽ đưa cái click me to do nothing. Tức là khi người dùng kích vào trong link thì sẽ không có thực hiện cái điều gì cả và sẽ chạy file ở trên trình duyệt. Trên trình duyệt, khi người dùng kích vào click me to show dialog thì dialog sẽ xuất hiện và click me to do nothing thì không có cái điều gì xảy ra vì void zero thì có nghĩa là không thực hiện cái điều gì cả. Xử lý lỗi với câu lệnh try catch trong JavaScript. Try catch là cái cấu trúc cho phép xử lý và xuất thông tin thông báo lỗi. Ở đây thì try là cố gắng thực hiện các cái công việc có thể phát sinh lỗi và khi phát sinh lỗi, tức là lỗi sẽ được ném ra và lưu vào trong cái đối tượng y thì catch sẽ dùng để bắt cái lỗi được ném ra và có thể chứa các cái lệnh xử lý ở trong cái catch. Finally là cái đoạn lệnh ở trong này sẽ được thực hiện cho dù có lỗi hay không có lỗi xảy ra. Như vậy với try catch thì các luồng chạy của chương trình có thể bước 1 thực hiện try, bước 2 nếu trong ca try xuất hiện lỗi thì nhảy sang cái cấu catch và bước 3 thì nhảy xuống finally. Như vậy, vị trí finally sẽ luôn luôn được thực thi và sẽ thực thi cuối cùng với finally có thể sử dụng hoặc là không đều được. Riêng trong catch sẽ có một cái tham số truyền vào và tham số này chứa các thông tin của lỗi và có thể sử dụng để lấy các cái thông điệp lỗi và các thông tin của lỗi. Ví dụ sử dụng biến chưa định nghĩa, nếu bình thường thì chương trình sẽ bị dừng lại, nhưng chúng ta có thể sử dụng try catch nên chương trình vẫn hoạt động bình thường. Và ví dụ là sử dụng sai cú pháp nhưng chương trình vẫn chạy, thì ở đây là một cái dạng thức sai cú pháp, chương trình vẫn chạy và sẽ hiển thị ra cái thông điệp lỗi cho chúng ta. Ví dụ sử dụng lệnh throw new error message để xuất hiện thông báo lỗi, để tức là để phát sinh cái lỗi ở trong quá trình thực hiện. Thì if domain mà khác freestud.net
thì sẽ ném ra cái ngoại lệ. Và khi ném ra ngoại lệ trong try thì cache sẽ bắt cái ngoại lệ đó lại và in ra cái thông báo lỗi. Ở đây là in ra end. Và trong phần demo sẽ demo cái cách thức sử dụng cái câu lệnh try catch ở trong JavaScript để xử lý lỗi. Mới trở lại Visual Studio Code và kích vào New File, gõ handleException.html, nhấn Enter. Trong này thì có HTML và lựa chọn đó là file để tràn cái mã HTML và file. Sau đó tràn cái script, và trong script thì sẽ thực hiện cái phép chia A chia cho B. Trước hết là khai báo biến A bằng, thì ở đây sẽ sử dụng hàm prom để cho phép người dùng nhập vào enter a, nhập vào một số, và va b bằng from thì sẽ nhập vào enter b, enter a, và sử dụng câu lệnh try catch error, đây là finally document write và PR, tức là dấu ngắt xuống dòng, đây là release for occupy resources, tức là giải phóng các cái tài nguyên bị chiếm dụng. Ở trong này thì sẽ thực hiện đó là A, ở đây thì sẽ cho A bằng pass, đây là A, đây thì có thể là cho một cái int b in bằng pass int b. Và chúng ta đang giả sử đó là người dùng nhập vào chính xác là các số nguyên, và ở đây sẽ kiểm tra b int mà bằng không thì sẽ ném ra throw, đây là divide by zero. Và khi ném ra ngoại lệ thì trong phần document write thì sẽ thực hiện xử lý error và có thể ghi cái thông tin, và đây chúng ta sẽ có là message. Và nếu thực hiện thành công thì trong cái try sẽ ghi ra đó là result, đó là kết quả. Thì kết quả sẽ lấy a int chia cho b int, tức là b a int b int, và chạy chương trình ở trên trình duyệt. Chương trình sẽ yêu cầu nhập số A là bằng 5 và nhấn OK. Nhập B là bằng 7, nhấn OK. Thì kết quả hiển thị ra và finally cũng được thực hiện. Và tiếp đến, chúng ta chạy với trường hợp đó là nhập vào A bằng 5, nhấn Enter. B bằng 0, nhấn Enter. Thì ở đây là phát sinh lỗi. Và chương trình vẫn thực hiện cái khối finally. Trở lại đoạn mã handleException.html, chúng ta có thể là điều chỉnh new arrow và sử dụng của tôi lớp arrow để tạo ra cái đối tượng arrow. Và khi thực hiện điều chỉnh như thế này thì chúng ta sẽ có cái phần new và sẽ truy xuất và lấy được cái error message. Chạy lại file trên trình duyệt, nhập
A là bằng 5, nhấn Enter. B bằng 0, nhấn Enter. Thì chúng ta thấy được, hiển thị được cái message divide by 0. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học. Trong bài học, xem xét cái cách thức tìm kiếm các phần tử thông qua index, lọc các phần tử, xác định vị trí các phần tử con, các phương thức ở trong DOM traversing, tìm hiểu về từ khóa void và xử lý ngoại lệ bằng câu lệnh try catch trong JavaScript. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.